Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu một lô 4 cây nha cô chú anh chị. Lô này con bán nguyên lô 4 cây 350 nha. Phí ship khách trả giùm con nha. Vườn con gửi xe Tư Châu, xe Phương Trang với ship nhổ cây Việt theo á. 4 cây này củ to to không nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất nè, cây thứ nhất con ghép 3 màu luôn. Trong 4 cây này là có hết 3 cây ghép nhiều màu rồi nha. 4 cây nhưng mà rất là nhiều màu luôn á. Cây thứ nhất ghép ma hồng ngọc, kim lân, hoàng liên sơn. Dưới một bo nguyệt cát nữa nha. Cây này 4 màu luôn. Cây này có 5 bo nha cô chú anh chị. Cây thứ hai con ghép ruby với tuyết nhiệt đới nha. Cái này bích chậu C10 luôn rồi. Đủ bao to luôn. Cây thứ ba là cây én nha cô chú anh chị. Én củ đẹp nha. Cây này 8 bo nha. Én này hết phân rồi mình về mình thay chất trồng á. Nó rất là phát luôn á. Án này có đang nụ nhỏ nha. Cây tiếp theo là một cây ghép 3 màu. Cây này ghép thần tài 2 lớp, nguyệt cát với màu đỏ xuân phúc. Cái bo thần tài này mình có thể về chiếc xin được luôn á. Này còn có một lô 4 cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm lô này thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Này con bán nguyên lô nha. Nếu mà đi lẻ thì đi từ 2 cây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.